bóc cấp, bắt cấp bỏ đĩa thôi. Đụng đâu thì làm đấy. Thành ra các anh các chị cũng thông cảm cho, chúng ta cũng không có thời giờ để mà tập dược nhiều. Tôi sẽ tùy tiện theo đây mà tôi sẽ sắp xếp chương trình, các anh các chị vui lòng. Ráng chịu. Thì có người trên này nhắc tường cho tôi, các anh các chị vui lòng ráng chịu. Vâng, chúng ta vì cái tình bác ái, vì tình yêu thương và cái lòng hy sinh, chúng ta sẽ ráng chịu tất cả mọi sự để cho cái buổi lễ hôm nay được hoàn tất một cách tốt đẹp. Thì theo như chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ có cái nghi thức dâng hương. Thì và cũng theo như là thông lệ, cái nghi thức dâng hương sẽ bắt đầu mọi sự trước khi chúng ta bắt đầu thánh lễ. Thành ra trong cái nghi thức dâng hương này vào khoảng 5 cho đến 10 phút, xin tất cả các anh chị vui lòng cố gắng im lặng để chúng ta cùng hợp ý với các anh các chị trong cái đoàn dâng hương để chúng ta làm cho nó long trọng một chút. Tất cả xong chưa? Ready? Rồi, xin mời tất cả các anh chị chúng ta cùng đứng lên. Theo như nghi thức thông thường, bất cứ lúc nào chúng ta bắt đầu cho năm mới, chúng ta có một cái nghi thức gọi là dâng hương. Trong cái buổi dâng hương này, chúng ta sẽ học phí để thứ nhất là kính nhớ Thiên Chúa, thứ hai cầu nguyện cho quê hương, và thứ ba tưởng nhớ những người đã vị quốc vong thân cũng như là tổ tiên hay bà cha mẹ của chúng ta. Xin mời đoàn dân hương chúng ta bước lên. Nghi thức dâng hương bắt đầu. Thứ nhất, kính dâng Thiên Chúa ba ngôi tạo thành muôn loài và là nguồn của sự sống. Tam bái. Thứ hai, tưởng nhớ về tổ quốc, dân tộc Việt Nam, cầu xin cho được thanh bình, hạnh phúc. Nhị bái. Thứ ba, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho dân tộc Việt Nam cùng tổ tiên ông bà cha mẹ. Nhất bái. Xin quý chị lần lượt dâng hương lên. Thank you.
bà và anh chị em, đặc biệt là những người đến đây lần đầu tiên hoặc là người đầu tiên vô ca đoàn. Không ạ? Chúng ta trước khi dân đưa tay lên là đưa thánh giá, chúng ta quay qua bên trái, bên phải của mình để bắt tay truyền tả niềm vui mình đến với Chúa và đến với nhau sáng hôm nay. Mời quý anh chị. Đặc biệt là anh chị nào mà đang còn giật nhau á, bây giờ nhìn với nhau bắt tay cười. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn sống của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn hồng hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Hôm nay cùng với giáo hội chúng ta bước vào tuần thường niên thứ ba, và lòng trong ý lễ hôm nay ta cũng dâng thánh lễ đầu xuân và ơn Chúa đã ban cho chúng ta được làm con cái của Chúa và đến với phong trào để mừng Tết với nhau. Để thánh lễ này dâng lên Chúa, được lại chấp nhận chúng ta thành tâm thống hối, xin Chúa thứ tha những yếu đuối của chúng ta. Tôi phu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi ngày. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh cả Thiên Thần, chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta về cõi trường sinh. Amen. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin hướng dẫn chúng con biết hành động theo thánh ý Chúa, để nhờ kết hợp với con một Chúa là Đức Giêsu Kitô, chúng con đem lại hoa quả dồi dào là việc lành phúc đức. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Chức sách Nehemia. Ngày ấy, thầy tư tế Asraph mang luật ra trước cộng đồng, gồm đàn ông, đàn bà và tất cả những ai có thể hiểu luật. Hôm đó là ngày thứ bảy. Từ sáng đến giữa trưa, thầy đứng ở công trường trước cửa nước, đọc sách trước mặt đàn ông, đàn bà và những người hiểu luật. Tất cả dân chúng đều lắng tai nghe đọc sách luật. Thầy thư ký Esdras đứng trên bệ bằng cây mà đọc sách. Thầy mở sách ra trước công chúng, vì thầy đứng nơi cao hơn mọi người. Khi thầy mở sách, thì tất cả đều đứng lên. Esdras chúc tụng Chúa là Thiên Chúa cao cả. Toàn dân đưa tay lên đáp lại: Amen, Amen. Họ cúi mình và phục vụ trước Thiên Chúa, mặt họ cúi sát đất. Một số người đọc từng đoạn trong sách luật Chúa, giải thích ý nghĩa, và người ta hiểu được điều đã đọc. Nehemia là tổng trấn, Esdras là tư tế và là thư ký. Các thầy Lê Vi huấn luyện dân chúng, nói với họ rằng: ngày hôm nay được thánh hóa dâng cho Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Anh chị em đừng mang tang chế, đừng than khóc, vì lúc đó toàn dân khóc lóc khi nghe đọc các lời trong luật. Họ nói với dân chúng rằng: hãy đi ăn thịt béo và uống rượu ngon, hãy gửi phần cho kẻ không có dọn sẵn cho mình. Vì ngày này là ngày thánh, dâng cho Chúa đừng buồn sầu, vì niềm vui của Chúa là đồn lũy của anh chị em. Đó là lời Chúa. Thank you.
thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, như thân xác là một mà có nhiều chi thể, và tất cả chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân xác, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một thánh thần, tất cả chúng ta chỉ phép rửa để làm thành một thân xác, cho dầu Do Thái hay Hy Lạp, tự do hay nô lệ, và tất cả chúng ta cùng uống trong một thánh thần. Vì thân xác không chỉ gồm một chi thể mà là nhiều chi thể. Nếu chân nói rằng vì tôi không phải là tay nên tôi không thuộc thân xác, có phải vì thế mà nó không thuộc về thân xác đâu? Và nếu lỗ tai nói rằng vì tôi không phải là co mắt nên tôi không thuộc về thân xác, có phải vì thế mà nó không thuộc về thân xác đâu? Nếu toàn thân xác là một thì đâu là thính giác? Nếu toàn thân xác là tai thì đâu là khứu giác? Vậy Thiên Chúa đã đặt các chi thể, mà mỗi chi thể ở trong thân xác như ý người muốn. Nếu tất cả đều là một chi thể thì còn đâu là thân xác? Thật vậy, có nhiều chi thể nhưng có một thân xác. Con mắt không thể nói với bàn tay, ta không cần mi, đầu cũng không thể nói với chân, ta không cần các ngươi. Nhưng hơn thế nữa, các chi thể thân xác xem như yếu hơn, lại cần thiết hơn, và những chi thể ta coi là ít vinh dự nhất, lại là những chi thể chúng ta đặt cho nhiều vinh dự hơn. Còn những chi thể trang nhã lại không cần như thế, nhưng Thiên Chúa đã sắp đặt thân xác cho cái thiếu vinh dự được vinh dự hơn, để không có sự bất đồng trong thân xác, mà lại để các chi thể đồng lo công kích cho nhau. Nếu một chi thể phải đau, tất cả các chi thể đều phải đau lây. Hoặc một chi thể được vinh dự thì tất cả các chi thể cùng được chia vui. Phần anh em là thân xác của Kitô và là chi thể của người. Mỗi người phải sự phận sự mình cho những người Thiên Chúa đã thiết lập trong hội thánh. Trước hết là tông đồ, rồi đến các tiên tri, thứ ba là tiến sĩ, kế đến là quyền làm phép lạ, các ơn chữa bệnh, các việc từ thiện, quản trị, nói nhiều thứ tiếng. Vậy tất cả mọi người là tông đồ ư? Tất cả là tiên tri ư? Tất cả là tiến sĩ ư? Tất cả được làm phép lạ ư? Tất cả được ơn chữa bệnh ư? Tất cả nói nhiều thứ tiếng ư? Tất cả được ơn tiến diễn giải ư? Đó là lời Chúa. Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh
nhiều người khởi công chép lại những biến cố đã xảy ra giữa chúng ta, theo như các kẻ từ đầu đã chứng kiến và phục vụ lời Chúa đã truyền lại cho chúng ta. Phần tôi, thưa Ngài Theophile, sau khi tìm hỏi cẩn thận mọi sự từ đầu, tôi quyết định viết cho Ngài bài tường thuật sau đây, để Ngài hiểu chân lý các giáo huấn Ngài đã lãnh nhận. Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Galilea trong quyền lực của Chúa Thánh Thần, và danh tiếng người lan tràn khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng. Người đến Nazareth, nơi người sinh trưởng, và theo thói quen của người thì ngày nghỉ lễ, người vào hội đường, người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho người sách tiên tri Isaiah. Mở sách ra, người cầm ngay đoạn chép này: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài sức dầu cho tôi, sai tôi đi giao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Người gấp sách lại, trao cho các thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Chúa. Quý anh chị thân mến, theo các nhà chú giải kinh thánh thì tin mừng theo Thánh Luca được gọi là tin mừng đặc biệt nhấn mạnh nhiều đến Chúa Thánh Thần. Bởi vì nếu mà chúng ta để ý đọc thì sẽ thấy đó là tất cả những hoạt động của Chúa Giêsu đều tác động dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Mặc dù Chúa Giêsu cũng là Thiên Chúa, nhưng tất cả những gì Ngài làm đều là sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Nếu chúng ta nhớ lại trong dịp mùa vọng vừa qua, sẽ gặp đoạn khi thiên thần Gabriel đến truyền tin cho Đức Mẹ và nói rằng bà sẽ thụ thai. Thì Đức Mẹ nói: làm sao chuyện đó có thể xảy ra được, vì tôi không biết đến người nam. Và thiên thần đáp lại: Thánh Thần của Chúa sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ phủ bóng trên bà. Có nghĩa là Chúa Giêsu được thụ thai trong lòng của Đức Trinh Nữ Maria bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần. Và kế đến, Đức Mẹ sau khi có Chúa Giêsu trong cuộc đời của mình, Mẹ không có giữ lại cho riêng mình, nhưng Mẹ muốn trao bàn. Và người đầu tiên mà Mẹ đến thăm để đem thêm niềm vui đến cho người mà Mẹ muốn thăm đó là bà chị họ Elizabeth. Và bà Elizabeth gặp Đức Mẹ thì nói lên rằng: bởi ơn tôi được diễm phúc thế này là Mẹ của Chúa tôi viếng thăm tôi. Và bà Elizabeth không nói điều đó bởi vì bà biết, nhưng mà bà đã nói điều đó bởi vì tác động của Đức Thánh Thần tác động đôi bà, để bà nhận biết rằng Mẹ Maria đã thương mang Đấng Cứu Thế. Và bà gọi là: bởi đâu tôi được phúc thế này là Mẹ của Chúa tôi viếng thăm tôi. Và giáo hội đã dùng từ đó của bà Elizabeth để đưa ra tín điều Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa mà chúng ta mừng vào ngày 1 tháng 1 hàng năm. Và sau đó nữa là Đức Mẹ và Thánh Giuse dâng Chúa Giêsu vào trong đền thờ, thì ở đó ông Simeon và bà Anna, hai người này đã lớn tuổi rồi và nhận nuốt được về an nghỉ bên Chúa, thì được thúc đẩy, đó là Thánh Thần thúc đẩy để lên Jerusalem vào dịp đó để gặp cho được đó là Chúa Giêsu. Để rồi ông Simeon ẵm Chúa Giêsu trên tay và nói:
bây giờ xin để cho tôi tối này được ra đi vì mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu chuộc, tức là chính Chúa Giêsu. Và kế đến nữa, rất là nhiều trong bản tin mừng chúng ta vừa nghe cũng như những đoạn khác, tất cả hoạt động của Chúa Giêsu đều được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần, đó là Ngài vào trong hoang địa để tĩnh tâm 40 đêm ngày do sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Sau đó Ngài đi về ra với công chúng để mà rao giảng, cũng được Thánh Thần nhung rủi. Và hôm nay Ngài đọc bài phúc âm, bài đọc từ tiên tri Isaiah, nói đến là Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng. Như vậy giáo hội nói với chúng ta là mọi hoạt động của Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn, thì mỗi người chúng ta là con cái của giáo hội, mọi hành động của chúng ta, việc làm của chúng ta cũng đều được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần. Đó là điều mà chúng ta tin và chúng ta vẫn nhận biết như vậy. Tuy nhiên, thưa quý anh chị, trong bối cảnh của xã hội ngày hôm nay, giáo hội phải đương đầu với những khó khăn, mà khó khăn đó không phải đến từ bên ngoài, nhưng đến từ bên trong. Khi có một nhóm người họ nghĩ rằng mình có bổn phận phải cải cách giáo hội, họ là những ai? Thưa là những người phụ nữ có học thức. Hôm nay không phải mặc áo chỉ đến với chị đâu, nhưng mà điều này có thật, đó là một nhóm người phụ nữ có học thức, trong đó cũng có các nữ tu, và người ta nói rằng tại sao không cho phụ nữ làm linh mục. Và họ nói để giải quyết vấn nạn thiếu linh mục trong hội thánh thì cứ cho phụ nữ làm linh mục đi, chúng tôi là những nữ tu, là những giáo sư dạy ở chủ đại chủ viện để huấn luyện những chúng sinh trở thành những thầy phó tế và sau đó chủ chức linh mục, thì chúng tôi không được làm linh mục hay sao? Họ ví như thế là họ là người dạy lái xe, dạy cho người này lái xe và người này lái xe được thi đậu có bằng mà bây giờ họ không được lái à? Đó là lý luận của họ. Rồi cái đến nữa họ nói là để giải quyết vấn đề mà thiếu linh mục thì cho các linh mục lập gia đình đi. Họ muốn cải cách giáo hội. Và nếu mà bây giờ câu hỏi đó nêu lên trong quý chị đây, thì quý chị có nghĩ không là phụ nữ làm linh mục không? Không phải không ạ? Tại vì người ta nói là nhiều vấn đề lắm, khi mà quý chị làm linh mục nhiều vấn đề lắm. Chẳng hạn như là áo lễ, ví dụ áo lễ hôm nay màu xanh á, chắc là ở trước là hình của quý chị, còn ở sau là hình của Chúa, không ạ? Đây, rồi nếu mà quý ông mà làm linh mục á, tức là linh mục có vợ đó, thì á, áo như thế nào là do các bà đi dạy hết, không ạ? Như là giáo hội không có quyền đó. Bây giờ mấy cái hãng mà làm về áo lễ là dẹp tiền luôn để cho quý chị đi dạy hình gì, màu gì. Do đó là chúng ta thấy vấn đề có vấn đề nhiều nhiều thứ khác lắm. Hơn nữa là chúng ta nói như vậy nhưng mà cùng đích đó, đó là truyền thống của xã hội. Chúng ta thấy ở trong phòng tiệc ly là Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể và thiên chức linh mục, ở đó có 12 vị là đàn ông, đức mẹ cũng không có mặt ở đó. Do đó là chúng ta nhìn vào truyền thống của xã hội và nhìn lại bối cảnh mà Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể và thiên chức linh mục để nhận thấy rằng là người nam là người kết nối sứ vụ mà Chúa Giêsu trào phó, và trong giáo luật cũng nói rõ là người để lãnh được chức thánh thì người đó phải là một người nam đã được rửa tội. Do đó là việc mà nhóm những người phụ nữ học thức kia và cũng như có nữ tu trong đó họ muốn là cải cách xã hội là điều sai lầm, không phải như vậy. Và nhiều khi cho linh mục lấy vợ chưa chắc là giải quyết vấn đề, mà nhiều khi nó còn nhiều vấn đề khác nữa. Chẳng hạn như là hôm đó một người khác gọi tới, tôi cha, xin cha xếp dầu cho bà xã của con, bà xã con đang ở trong nhà thương của biểu xanh. Thì lúc đó nghe điện thoại trả lời, vợ tôi cũng đang xanh đây. Xanh thì chứ đó, không ạ? Do đó là nhiều cái cạnh. Lúc đó vì linh mục ấy không còn làm mục vụ cho một giáo xứ nữa,
mà là phục vụ cho gia đình của mình thôi. Nó có những giới hạn đó. Cho đó là nói vậy để quý chị ý thức chúng ta, ông bà chị em biết được là sự khôn ngoan của giáo hội nằm ở đó, chứ không phải là muốn sao nói vậy. Và người ta có khuynh hướng là điều khiển xã hội thay vì để xã hội hướng dẫn mình. Người ta có khuynh hướng là lái hoặc lèo lái của Thánh Thần luôn, trong khi giáo hội dạy là hãy để cho Thánh Thần lèo lái con thuyền của xã hội, lèo lái chúng ta. Cho đó là hôm nay chúng ta nghe bài phúc âm này, mình được mời gọi nhìn lại sự khôn ngoan của xã hội cũng như bao nhiêu năm, bao nhiêu thế kỷ truyền thống của giáo hội là chúng ta được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần. Thì đến thế hệ của chúng ta cũng vậy, mình tiếp tục để Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta, chứ mình đừng có muốn để mà điều khiển hay là hướng dẫn Chúa Thánh Thần. Và trong bối cảnh mà quý anh chị quy tụ lên đây hôm nay để mừng xuân bính thân, hay là nói nôm na là xuân con khỉ, thì là những người trong phong trào Cursio nhận Thánh Phaolô làm quan thầy, chúng ta cũng phải trở nên những con khỉ của Chúa. Nói vậy nghe có vẻ khó chịu, khó tai, khó nghe, nhưng mà thật sự bởi vì Thánh Phaolô nói rằng anh chị em, trong thư gửi cho giáo hữu Corinto, Ngài nói rằng anh em hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Chúa Kitô. Và trong thư gửi cho giáo đoàn Epheso, Ngài lại nói thêm đó là anh chị em hãy bắt chước Thiên Chúa. Vậy thì đặc tính của con khỉ là gì? Bắt chước, đúng rồi. Người ta ở Việt Nam á, cháy nhà của vì khỉ, ta thấy người ta quẹt lửa để nấu ăn á, con khỉ nhìn bắt chước, cái rồi nó cũng lấy đầu quẹt, nó quẹt lên cháy nhà. Con khỉ là có khuynh hướng bắt chước, rồi mình thấy người ta đạp xe đạp, nó cũng đạp xe đạp được, nó bắt chước. Thì bây giờ mình là những Cursilis Pass trong phong trào Cursio, mình cũng phải là mỗi người phải trở nên một con khỉ của Chúa, tức là bắt chước Chúa. Như Thánh Phaolô đã nói, đó là anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa Giêsu. Và Ngài nói thêm, anh em hãy bắt chước Thiên Chúa. Thì chúng ta là những, phải là những con khỉ để mà bắt chước Chúa trong mọi chuyện. Và điều mà Thánh Phaolô nói đến đó là hãy bắt chước gì? Thưa, bắt chước nơi Chúa Giêsu sự tha thứ, sự khiêm nhường và nhịn nhục. Hình ảnh này chúng ta nhận thấy trên thánh giá, bị đóng đinh, bị người ta chê bai, khạc nhổ, bị sỉ nhục, mà Chúa Giêsu đã nói lời tha thứ, đó là lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Và các nhà tu đức của giáo hội nói rằng đây là một lời nguyện đẹp nhất, bởi vì ngay lúc mà không thể tha thứ được thì Chúa Giêsu đã nói lên lời tha thứ, xin Cha tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Vì áp dụng trong đời sống của quý anh chị là những người sống trong bậc hôn nhân gia đình, chúng ta nhận thấy là sự tha thứ khó không dễ đâu. Sự nhịn nhục, người ta Việt Nam nói rất hay, nhịn đến độ mà nhục luôn mà, nhịn nhục đó, đấy, nhịn nhục khó lắm. Nhưng mà nếu chúng ta bắt chước Chúa Giêsu, hoặc là nói như lời Thánh Phaolô là bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa Giêsu, đó là sự tha thứ, sự nhịn nhục, thì đó là một nhân đức mà chúng ta tập được trong năm con khỉ này. Những ai là tuổi con khỉ thì mình làm gương trước đi, con vượt qua đấy. Chúng ta cố gắng mình bắt chước Chúa, đó là tập sự tha thứ, sự nhịn nhục. Và có câu chuyện kể lại rằng chuyện này có thật. Có hai vợ chồng kia khá là lớn tuổi, vừa mừng kỷ niệm 55 năm thành hôn. Ở đây có ai kỷ niệm 55 năm chưa? Thì hẳn chưa, 50 thôi hả? Ồ, chưa có ai hết. Ồ, chú hả? 55 năm rồi. Vâng, chúc mừng chú. Ồ, chúc mừng bà cố. Bà cố 55 năm rồi. Rồi. Vẫn còn độc thân. Bà cố. Vâng. Có hai vợ chồng này lớn tuổi rồi, đã vừa kỷ niệm xong 55 năm thành hôn. Sau vài tuần thì bà ngã bệnh.
Và trên giường bệnh thì bà thều thào mà nói với ông chồng: ông ơi, ông làm ơn lấy giùm tôi cái hộp giày ở dưới giường. Thế là ông chồng mới hỏi: trong hộp này là cái gì vậy? Mà là từ lâu rồi tôi muốn hỏi bà, nhưng mà cũng muốn mở ra coi, nhưng mà tôn trọng bà nên là chưa có mở ra. Nói cho tôi biết trong này là cái gì mà bà có vẻ quý vậy? Thì bà này mới nói: thì ông cứ mở ra rồi biết. Thì vừa mở ra thì trong đó thấy có hai cái găng tay, cái khăn tay để mà lau lau mặt, lau mồ hôi, hai cái khăn tay và một số tiền khá lớn. Và ông này hỏi: hai khăn tay này là gì vậy? Phải là mối tình cũ của bà tặng cho bà không? Đúng không? Chồng cũ của bà tặng cho bà không? Và số tiền này là gì đây? Thế là bà này mới nói là: thưa ông, trước khi lập gia đình với ông thì mẹ tôi dạy rằng mỗi khi mà con có điều gì giận chồng hay là chồng làm gì mà con tức giận á, thôi đừng nói gì hết, nhưng mà lấy kéo cắt vải làm khăn tay. Ồ, thế là ông này nói: vậy là hơn 55 năm sống với tôi, bà chỉ giận tôi có 2 lần thôi hả? Thế là bà này chưa kịp trả lời thì ông lại hỏi: còn tiền này thì sao đây? Ở đâu ra tiền này nhiều thế? Thế là bà nói là: đây là số tiền tôi dành dụm được sau mỗi lần bán khăn tay. Tức là giận nhiều, còn là giận nhiều lắm đó. Nhưng mà nhớ lời mẹ dạy, đó là mỗi lần giận lấy kéo cắt vải chứ không phải cắt ống. Cắt vải làm khăn tay để mà gọi là bao nhiêu cái tức giận đó thì dồn một cái kéo đó, dồn một cái vải đó để không có nói những cái lời gì xúc phạm đến chồng của mình. Và sau hơn 55 năm sống với nhau thì bà đã cố gắng như vậy, và ông ta nhìn thấy đó và ông cảm động lắm, bởi vì người vợ của mình đã nhịn nhục, đã nhường nhịn cũng như tha thứ cho mình trong năm con khỉ. Như Thánh Phaolô đã nói, anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa Giêsu, thì mỗi quý anh chị ở đây cố gắng bắt chước Thánh Phaolô, bắt chước Chúa Giêsu, đó là sự tha thứ, sự nhịn nhục, để rồi một năm mới đến trong gia đình của chúng ta có thêm niềm vui, bớt đi những sự giận hờn, chua chát. Xin Chúa chúc lành và thánh hóa đời sống của quý anh chị. Duy nhiên Cha và Con và Thánh Thần. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đánh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Si-lô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con
phòng của Chúa, chúng con mạnh dạn nêu lên Chúa những ước nguyện sau đây. Lạy Thiên Chúa, một mùa xuân mới lại trở về trên quê hương đất Việt. Chúng con xin dâng lên Chúa những tấm lòng dù không vuông tròn, nhưng là những tấm lòng son, nhiều yếu đuối, nhiều thống hối. Xin ban cho chúng con một năm mới bình an và hạnh phúc. Đừng để chúng con vô ơn bạc nghĩa với Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cây cối nảy lộc, cỏ hoa khoe sắc, nói lên sự sung mãn của mùa xuân. Xin Chúa là chủ mùa xuân giang, ban cho gia đình, cộng đoàn, giáo xứ chúng con một đức tin vững vàng, lòng trông cậy, lòng thiết tha và tấm lòng nhân đức bác ái như hoa cỏ mùa xuân. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa ao ước cho chúng con tất cả là một mùa xuân. Xin ban cho giáo hội, cộng đoàn, giáo xứ và phong trào Kersilo tổng giáo phận chúng con luôn được yêu thương, hiệp nhất, để chúng con cùng hưởng, được hưởng mùa xuân vĩnh cửu. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Những lời chúc tụng, cầu chúc trao cho nhau trong ngày xuân. Xin Chúa là Chúa tể vũ trụ, đừng để những lời chúc tụng hóa ra hư vô, nhưng giúp chúng con biết yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân nhiều hơn. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người thân thuộc đã ly trần, những linh hồn những anh chị em Kersilitos đã ra đi trước chúng con. Cách riêng cho những linh hồn chúng con xin lễ hôm nay, cho tất cả đều sớm được về hưởng nhan thánh Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Sau cùng, trước thềm năm mới, nguyện xin Chúa cũng chúc lành cho những ước nguyện riêng của mọi người chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện chúng con dâng lên Chúa sáng hôm nay. Nếu đọc lòng Chúa, xin Chúa thương ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thank you.
anh chị em hãy cầu nguyện để lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi lễ hỏi thay cha để ta đồng công vinh danh Chúa và nuôi cho chúng ta cùng toàn lễ hỏi thánh người. Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ chúng con dâng và lấy quyền năng thanh thần mà thanh hoa để nhờ của lễ này chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thần là chính đáng. Lạy Cha chính thánh. Nhờ con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lời của Cha, nhờ người Cha đã tạo dựng muôn loài, người được Cha sai đến làm đấng cứu độ và chuộc tội chúng con. Người đã nhập thế bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ sinh ra để chu toàn thanh y Cha và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thánh thiêng. Người đã giang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống mọi. Vì thế cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha và đồng thanh tung hô rằng:
lời Chúa. Khi kinh như con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cơn trước tôn nghiêm và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết lại xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau được Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mê, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Giuse gia phần chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tổ tớ Chúa là các linh hồn có Celestis Class đã ra đi trước chúng con. Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyền thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho em thấy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, ban cho năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Cha, là Thiên Chúa toàn năng. Trong giờ nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúng con mong đợi niềm hy vọng hạnh phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thanh y Chúa, cho hàng sông và hiển tri muôn trời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an của Chúa.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã rộng ban cho chúng con mình và máu Đức Kitô Con một Chúa là nguồn mạch sự sống dồi dào. Xin cho chúng con được luôn luôn hoan hỷ vì ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời ngồi. Con xin kính chào cha và chào thầy và chào quý anh chị. Trước đó thì quý anh chị cũng biết hôm nay là thánh lễ mình vắng mặt cha Linh Hướng của phong trào phải không quý anh chị? Vì năm nay cha Linh Hướng, cha Ngô Đình Thỏa, cha về Việt Nam ăn Tết cùng chung với ba gia đình. Nhưng hôm qua chị Phương có nói là cha có gọi đến, gọi về bên bên Mỹ và chúc Tết cho mọi người. Thì cha có nhắn lại là xin chúc cha Nghĩa và thầy Lộc và cùng toàn thể quý anh chị một năm mới tràn đầy niềm vui trong Chúa và một năm mới an khang thịnh vượng. Chúc quý anh chị, chúc thầy và cha thầy và quý anh chị một năm mới một năm xuân yêu thương và yêu thương cũng như cha vừa giảng không trước đến đây là không cái nhân đức tha thứ và khiêm nhường yêu thương. Thì đó là chào mừng của cha Ngô Đình Thỏa gửi lời đến phong trào cơ siêu chúng ta. Xin chúng ta cho một tràng pháo tay. Thì con cũng đại diện của phong trào ban điều hành cũng xin chúc cha Nghĩa hôm nay đến dân thánh lễ cho chúng con, biết là 12 giờ cha phải chạy đi một cái thánh lễ nữa, cho nên con sẽ ngắn gọn để cho cha có kịp giờ để chạy đến một cái thánh lễ kế tiếp. 12 giờ không cha? 12 giờ lễ. Giờ cũng sắp rồi. Thì phong trào của chúng con thì cũng lúc nào cũng cảm ơn cha đã đến với phong trào trong cũng như là khóa 3 ngày trong năm qua và năm nay mong rằng cha có thể đến với phong trào nữa trong cái những cái khóa học tháng 8 này của chúng con. Thì con không biết gì hơn thì cũng chúc cha, chúc thầy một năm mới tràn đầy niềm vui, sức khỏe dồi dào và cũng như là chúc cha và thầy một năm mới cũng như là hơn giống như năm vừa rồi, cũng như con khỉ bắt chước loài người đó, bắt chước loài người cũng như là người chúng ta bắt chước Thiên Chúa giống như cha nói. Thì chúc tất cả cha và thầy dẫn dắt chúng con. Nãy cha giảng là loài khỉ không? Thì chúng con không biết gì hơn, chúc cha cũng biết là chúng con năm qua nguyên năm rồi, mỗi lần khi chúng con họp, chúng con họp hành trong khu CEO và cũng như là mở khóa hay là trong trường lãnh đạo hay là mỗi cái cái sinh hoạt nào, chúng con lúc nào cũng có một cái khó khăn thì khóc cũng nhiều không cha. Cho nên chúng con hôm qua tuần rồi cũng thấy trong phong trào có rất là nhiều khăn chúng con đi bán hết rồi. Và cũng vài cái khăn còn lại thôi với chị Phương. Vì vậy thì chúng con có một số tiền để hôm nay là muốn tặng cho cha và thầy một món quà. Xin mời chúng tôi đem lên. Cha hướng dẫn con là con bắt chước theo. Rồi, kế tiếp thì cũng chúc quý anh chị thì trước khi chúng ta vào cái sau thánh lễ chúng ta có cái tiệc Tết hôm nay và có vài cái thông báo, xin thông báo cho quý anh chị trước khi chúng ta kết lễ. Tỉnh Tâm Mùa Chay, năm nay Tỉnh Tâm Mùa Chay chúng ta có một cái Tỉnh Tâm Mùa Chay vào tháng 2, năm nay là Mùa Chay rất là sớm, vào ngày 21 tháng 2, 2016.
Và phải thông báo nữa là quý chị trong phong trào lâu thì có biết là cha Linh Hướng của phong trào cũ, Linh Hướng phong trào là cha Trần Công Nghị, cha có cái buổi lễ thánh lễ tạ ơn 45 năm vào ngày 10 tháng 4 cũng sắp đến rồi. Xin mời quý chị cô sư sa chúng ta cùng đến cùng chung với ngài để mừng vui 45 năm kỷ niệm của ngài trong cái thánh lễ tạ ơn. Và kế tiếp là quý chị cũng biết là năm nay là 25 năm kỷ niệm của phong trào, phải không quý chị? Không biết anh chị nhớ không? Yes. Thì chúng ta sẽ có buổi có một cái ngày 25 kỷ niệm phong trào để mừng lễ, cũng là mừng lễ bổn mạng của phong trào luôn. Nhưng mà chúng ta sẽ mời làm vào tháng 9 thay vì tháng 6. Mỗi năm thường chúng ta thường làm cái bổn mạng phong trào, chúng ta sẽ làm 25 kỷ niệm vào tháng 9. Và quý anh chị cũng biết là chúng ta sẽ có mở khóa cũng như thông báo cho quý anh chị biết cũng dạng những cái ultra vừa qua là tháng 8, tuần thứ 2 và tuần thứ 3 của tháng 8 chúng ta cũng có mở khóa. Thì xin quý anh chị trong năm đầu năm nay, nếu quý anh chị thấy ai mà có được là làm bạn được đó, thì mình làm bạn rồi mình giới thiệu bạn và đem bạn đến với Chúa trong cái hai cái khóa tĩnh tâm 3 ngày của mình. Và cuối cùng cũng xin quý anh chị cũng nhớ là trường lãnh đạo của chúng ta thường xuyên sinh hoạt thì thứ tư này ngày 27 tháng Giêng tại dòng Chúa Cứu Thế. Trong cái buổi trường lãnh đạo này đặc biệt đó là thầy Lộc sẽ giúp chúng ta sẽ chia sẻ với chúng ta cái năm lòng Chúa thương xót. Thì xin quý anh chị cố gắng mình đến cái trường lãnh đạo để mình nghe cái năm thánh và đặc biệt là năm thánh lòng Chúa thương xót. Xin quý anh chị đến trường lãnh đạo vào thứ tư ngày 27 tháng Giêng tại dòng Chúa Cứu Thế ở Bowman Park bắt đầu 7:30. Xin quý anh chị cố gắng đến tham dự. Và cuối cùng thì quý anh chị cũng biết là hôm nay là năm xuân yêu thương thì phong trào và có một cái tiết mục rất là đặc biệt. Xin sau cái thánh lễ quý anh chị ở lại có rất là nhiều cái tiết mục rất là hay. Ban phục vụ tổ chức cũng là mấy năm rồi ha quý anh chị, mấy tháng rồi thì xin quý anh chị ở lại và cùng ăn uống và chúc tết với nhau. Xin hết cha. Trước khi kết thúc thánh lễ, cũng xin mở cơ hội này cảm ơn anh trưởng gọi là chủ tịch phong trào cũng như quý anh chị trong ban điều hành và tất cả quý anh chị đã đến đây hôm nay đông đủ để chúng ta mừng xuân với nhau. Và tất cả những gì mà chúng ta có được trong mùa xuân cố gắng trao ban cho hạ nhân. Xin mời đứng và kết thúc thánh lễ. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lạy đã xong, chúc anh chị em lên đường bình an. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng con trong ngày lễ hôm nay Chúa Trời xin chia sẻ cho con.